Nào, chúng ta vào phần kiến thức trước. Các con thấy thành phần của phép chia, các bạn đã đều nhớ hết chưa? Phép chia có thành phần như sau. Đây chính là một phép chia. A chia B bằng C. A gọi là gì các con? A chính là số bị chia. B là số chia và C này chính là thương. Khi mà cô có phép chia A chia B, cô cũng gọi là thương. Và kết quả của phép tính chia này, cô cũng gọi là thương. Vậy thương chính là kết quả của phép tính chia. Hay thực hiện phép chia A chia B, ta cũng gọi là thương. Trong phép chia thì có số bị chia là số đứng trước dấu chia. Số chia là số đứng sau dấu chia. Và kết quả C được gọi là thương. Không có phép chia cho không, tức là không bao giờ các con sẽ thấy một phép chia cho không cả. Các con nhớ nhé. A chia cho 1 thì bằng A. Số nào đem chia cho 1 cũng bằng chính số đó. A chia cho A bằng 1. Số nào đem chia cho chính nó với điều kiện là số A phải khác 0 thì A chia A sẽ bằng 1. Số nào đem chia cho chính nó sẽ bằng 1. Nhớ là cái số đó phải khác 0 nhé. Tiếp tục, không chia cho bất kỳ số nào khác 0 thì cũng bằng 0. 0 chia cho B bằng 0 với điều kiện là B khác 0. Đây là một phép chia hết. Còn chúng ta đã học phép chia có dư. Vậy trong phép chia có dư thì A chia B bằng C. A là số bị chia, B là số chia, C là thương, còn R là số dư.